sau khi ném túi ni lông chứa đầy sơn vào cửa hàng bán đồ gỗ khiến nhiều tài sản bị hư hỏng. Một nhóm thanh niên xăm trổ kéo đến lớn tiếng đe dọa sẽ tiếp tục khủng bố cửa hàng bán đồ gỗ bằng sơn và chất bẩn nếu không gặp được ông chủ để nói chuyện. Ngày 11 tháng 3 năm 2021, ông Đỗ Tiến Khắc, chủ cửa hàng kinh doanh đồ gỗ trên đường Phan Văn Hớn, ấp 7, xã Xuân Thới Sơn, huyện Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh cho biết đã trình báo công an về việc bị một số người lạ mặt ném sơn gây thiệt hại hơn 40 triệu đồng và hăm dọa nhân viên cửa hàng. Theo trình báo, khoảng 19 giờ 42 phút ngày 3 tháng 3, hai thanh niên đi xe máy chạy ngang qua cửa hàng rồi ném một túi ni lông chứa đầy sơn dầu màu đen vào bên trong, khiến nhiều bàn ghế, tủ tivi trưng bày trong cửa hàng bị hư hỏng. Không dừng lại ở đó, một lúc sau, một nhóm thanh niên xăm trổ kéo đến lớn tiếng đe dọa nhân viên, đòi gặp chủ cửa hàng để nói chuyện. Tuy nhiên, lúc này anh Khắc không có ở cửa hàng. Khi nghe nhân viên báo, anh Khắc chạy đến thì nhóm thanh niên đã bỏ đi. Toàn bộ vụ việc được camera an ninh của cửa hàng ghi lại. Theo anh Khắc, vụ việc khiến hai tủ tivi gỗ gõ đỏ, hai ghế dây căm xe, một bộ bàn ăn gỗ xoan đào có tổng trị giá ước tính khoảng 40 triệu đồng bị hư hại. Sau khi vụ việc xảy ra, anh Khắc đã trình báo công an. Lực lượng công an xã Xuân Thới Thượng cũng đã đến hiện trường trích xuất camera an ninh, ghi nhận lời khai điều tra vụ việc.